Rồi bố. Ngày rạng ngõ Hà Mai hỏi vợ cho con, tức là con Dũng. Băng hình xem thật rõ ràng, cái ngày rạng ngõ đàng hoàng quá thôi. Có ông bác, có bố rồi, tức là bố Hảo. Con Hà cùng với con Mai thật mừng. Cháu Dũng vui vẻ quá chừng. Bác của cháu Dũng thật ưng quá rồi, tức là bác Linh. Cái lễ rạng ngõ bé thôi, hai bên trao nhận nụ cười cũng duyên. Bắt tay cảm thấy mắt nhìn đẹp sao. Nhà gái có tiệc mời chào, nhà trai ở lại vui nào vui hơn. Đây là cái luật bất thành văn, không bao giờ cái nhà trai đi dạo ngõ nữa, nó mời cơ không có đâu. Thế là kỳ này đổi mới. Tính mâm có ba mâm tròn, liên hoan hai họ, hai con vui mừng. Rượu nâng cốc chuyện tưng bừng, nhà trai nhà gái tiệc mừng quá vui. Cơm ăn tuy ít mà thôi, vui mừng là chính. Hẹn ngày dạo hỏi không xa, ngày cưới. Ngày cưới sẽ tới, gọi là xuân sang. Năm Kỷ Hợi 2019 nó ràng, hai bên bố mẹ, hai họ ắt càng vui hơn. Cái ngày làm lễ thành hôn, mừng vui hai họ, hai con một nhà. Hai gia đình chính thức thông gia, ngày vui sum họp hai nhà hai con. Dâu hiền dễ thảo thật son, chúc cho hai họ hai con nhiều điều. Sức khỏe tốt, hạnh phúc nhiều, thành đạt cuộc sống, tình yêu mặn nồng. Vỗ tay cả nhà, vỗ tay đi. Đây, chém bao mì nữa làm cái này, này. Để anh bà chống cho xem. Bác cho làm thơ, quá hay. Ừ, xem có đúng không? Thế còn cái bài thế này, lúc này ngày Tết nhưng mà tôi nói cái chế táo thôi. Chế táo nhà tạo, hai ông bà. 23 chế táo 2018. Chế táo năm nay chẳng có gì. Cá chép ba con năm ngoái, mật ong, huyết mát, quý hóa còn gì. Thờ cúng ông bà với tổ tiên, đậu hòa an mật ngọt, quýt cũng là hên. Lòng thành như thế ôi chú đáo, tế táo năm nay chẳng ít tiền. Tuy vậy vẫn chưa được tiền. Bố mẹ ông bà cùng tổ tiên, cũng mong bố mẹ ông bà cùng tổ tiên chấp nhận cho chúng con lễ mọn không có tiền. Ông công ông táo hãy thứ tha, lòng thành gia chủ quả thực là. Tâm dày đức mỏng ấy là thành tâm, lòng thành lễ mọn kính dân, dâng lên ông công ông táo cuối năm đúng ngày. Hello. Ấy trời, ông công táo cái dạng ngõ cuối mai cực kỳ. Bác cháu làm thơ giỏi, kiểu gì năm. Đâu người cái chồng dày đi kia này, đủ các loại thơ. Hơn 400 tờ. Ông bác thiếu nhà mình thế nhá, bác gái. Bác gái làm thơ giỏi. Đấy, cái tập này là chuyên môn một năm đấy. Cứ làm dần, làm dần. Là cái cháu đi ạ. Bác ơi, năm mới con nên sáng con nên nhắc bác. Đây, cô giáo dạy, cô giáo này dạy môn gì đấy? Lịch sử à? À, cô giáo dạy lịch sử hay thế. Quá hay đấy. À. Không đứa nào bây giờ nghĩ đến lịch sử của Việt Nam đâu, mà cháu nghĩ lịch sử giảng sử. Nối chân của tướng Giáp. Tướng Giáp ngày xưa là xuất thân từ giáo viên thầy giáo dạy sử đấy. Giảng sử là có đấy. Nguyên cái trận đánh gọi là Điện Biên Phủ, nguyên cái trận đánh ở Sài Gòn gọi là cái tổng tấn công ở năm 1908 rồi, các cái trận khác nhớ được khó lắm. Cái thời con học cái thầy Vinh ở Me dạy sử. Không, dạy hay lắm. Người ta chỉ nhớ mốc. Vâng. Mốc này đến mốc này. Bác ơi, năm sớm hai thôi. Hai năm thì nếu mình ăn bánh thì dạ không thì còn nhiều anh lắm rồi mẹ. À, ôm con đâu. Vâng. Chào cháu nhé, chúc cháu khỏe, học tập tốt nhé. Cô giáo này được. Dạ vâng. Vâng, con chào bố mẹ nhé. Vâng, con chào bố mẹ nhé. Chào bố nhé. Chào mẹ. Con chào mẹ nhé. Nha, mẹ chào cô ăn. Vâng, con chào mẹ nhé. Vâng. Ờ, mẹ ở nhà, bố mẹ ở nhà mạnh khỏe nhá. Chúc con khỏe mạnh, lái xe giỏi. Con chào bố nhá.
Con cò bưởi để làm giống hay là cắt rồi? Chưa. À phải để đây này. Vâng, để làm vốn. Đấy, để làm vốn. Vâng. Vốn năm nay là dồi dào. Phân phát nhiều vẫn còn dồi dư. Phát rồi vẫn còn dồi. Vâng. Thôi con chào bố mẹ nhá, con đi đây. Đây đóng cửa đây. Ra ngoài đi.